Miền Bắc đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân để làm mát vì thế cũng tăng cao. Và theo khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong bối cảnh các nhà máy điện xây mới rất ít nên dự kiến việc đảm bảo cung cầu điện tại khu vực miền Bắc vẫn rất khó khăn. Nhiều khả năng phải cắt điện luân phiên trên toàn miền Bắc. Theo báo cáo của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia A0, trong nửa đầu năm 2021, tình hình nắng nóng gay gắt và kéo dài đã dẫn đến nhu cầu tiêu thụ đỉnh của miền Bắc tăng cao đột biến lên tới sấp xỉ 21.500 MW ngày 2 tháng 6 vừa qua. Trong những ngày nắng nóng cực đoan, dự kiến tiêu thụ điện miền Bắc cao nhất có thể lên đến 22.000 MW. Cũng theo A0, năm 2022, dự kiến hệ thống điện vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải cho cả nước và khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, hệ thống điện miền Bắc cao điểm mùa hè năm 2022 sẽ vận hành vô cùng khó khăn do thiếu các nhà máy điện mới. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cho biết, có thể tiếp tục phải cắt giảm điện trong tình huống cực đoan khi tiêu thụ điện tăng cao đột biến hoặc sự cố không mong muốn ở các nguồn điện